mấy thầy bơi không được. Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay trường chúng tôi tổ chức sinh hoạt ngày 8 tháng 3. Nhà trường chúng tôi tổ chức đi chơi hố đây. Đây là ở thác Ba Tầng các bạn nha. Mời các bạn xem nhớ like ủng hộ nha. Nếu thấy hay. Sinh hoạt ngày 8 tháng 3 các bạn nha. Ngày 8 tháng 3 đây là chủ tịch công đoàn đây. Đẹp đẽ chứ cho lòng đẹp đẽ. Đây là cảnh tháp Ba Tầng các bạn nha. Đây là thầy Lợi đây. Đây là chuyên gia là môn Anh Văn đây. Rồi ok. Đây là bị kế toán trường này. Đây là siêu Black đây. Đó các bạn xem nha. Anh em tụ tập hôm nay. Có cái đẹp hẹn. Đẹp quá hẹn. Đó là đó. Để các bạn xem đây là phong cảnh ở quê nhà nha. Đây là thác Ba Tầng nha. Anh em là sinh hoạt ngày 8 tháng 3 đây. Đây là thầy Tài Di Hưu rồi hả? Đây là thầy Tăng Đình Thành. Tăng Đình Thành. Từng ở trong trò nhiều năm lan lộn. Và bây giờ trở về nơi chiến trường xưa. Trở về quê hương rồi. Nhưng mà hôm nay là lên là vô lưu với câu lạc bộ về bóng bàn. Các bạn xem hay nhớ like ủng hộ nhé. Đây là mấy chị em đây. Đây, ông tắm dưới đây. Đây là hiệu trưởng. Đây là thầy Hưng ra đây. Rồi là miếu mập đây.
bơi không được. Anh em tắm ở dưới này dưới hố này. Đấy. Bơi đu, lẹn vô đây đi, lẹn vô đi. Lẹn đi. Bơi đi, bơi đi. Rồi 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 rồi. Xuống dưới nước luôn. Ha
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.